Cái em muốn MNB vuông tại N á là chúng ta sẽ có vector NM nhân vector NP nó phải bằng 0 em. NM lấy N chia M chia N 3 2 chia 2 NP lấy P chia N 1 chia trừ 1 là 2, M trừ 1 trừ 1 là M trừ 2, 2 trừ 1 là 1. CA vector NM nhân vector NP sẽ bằng 0. Nhân vào mấy em, 3 nhân 2 là 6, 2 nhân M trừ 2 là 2M trừ 4, trừ 2 nhân 1 là trừ 2 bằng 0. Thế cuối cùng là M bằng 0 mấy em. Mở câu C. Điều kiện vuông góc. Yeah.